sao thế? Anh vào nhà chẳng thấy em đâu. Em lại đi đâu ra đây thế này? À, Thảo ơi, anh đưa em về nhá. Thảo ơi, dậy cho em ơi. Ô, đi đâu rồi nhỉ? Hả? Đi đâu rồi nhỉ? Đi tìm con đi đâu rồi nhỉ? Sao bây giờ nó nghĩ quẩn nhỉ? Đi ngó nó xem nào. Nó đi đâu rồi? Chết rồi. Thấy đứa bé nào tầm này qua đây không? Không, không thấy đâu. Vâng, thế thôi cháu cảm ơn nhé.
Không biết đi đâu rồi nhỉ? Đừng có nghĩ quẩn nữa em ơi. Thảo ơi, Thảo ơi, em ở đâu đây? Thảo ơi, Thảo. Ui giời ơi, không biết đi đâu, tìm mãi còn chưa thấy. Ui giời, không biết nó đi đường hướng nào không? Hay nó lại dài dột nhỉ? Khoai ở nhà không? Khoai ở nhà không ạ? Tôi đã nói không có cái quá hay chị ơi, cho em hỏi tí, có được thấy đứa bé nào ở đây không? Em không thấy đâu chị. Vâng, em cảm ơn nhé. Em đi đây. Ôi, mai em là sao đây? Anh vào nhà không thấy. Thảo ơi. Thảo ơi, em sao đấy? Anh vào nhà chả thấy em đâu. Em lại đi đâu ra đây thế này? Ôi trời ơi, đi vào nhà chả nhìn thấy em đâu.
anh bỏ em ra. Cứ về đi. Con. Cứ về đi. Anh nhờ công an tìm cho rồi. Em cứ về nghỉ ngơi đi đã. Anh nhờ công an tìm cho rồi. Để em đi cùng con. Vừa anh đưa em về đã. Nghỉ ngơi đây em ạ, em còn yếu quá. Anh báo công an rồi. Đấy. Vẫn đến nhà rồi em ơi. Gà cũng đói rồi. Mèo cũng đói. Mà em chắc cũng chưa ăn gì đúng không? Nhá. Em ngồi nghỉ ngơi đi. Anh đưa vào nhà nghỉ nhá. Em nghỉ tạm đây đi, anh tìm nước cho em. Anh lấy nước về em ơi. Em uống nước đi. Uống từ từ thôi. Uống từ từ thôi. Em nghỉ ngơi nhá. Chắc là cái ống nước đường nước này hết nước rồi. Thì xem cái. Xa thế nhỉ. Nước về ít thế nhỉ. Bây giờ không biết nước về chưa.